Hiện tại thì có một thông tin rất là hot dành cho những anh em nào đang quan tâm dòng điện thoại của Samsung. Đó là dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 và A15 5G, Samsung Galaxy A25 và A25 5G đã có thông tin về thông số kỹ thuật. Thì ngày hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật thông tin của hai dòng điện thoại này để gọi đến tất cả anh em mình xem tham khảo nha. Đó. Anh em nào mà có nhu cầu mua thì chúng ta có thể đặt hàng, đăng ký trước tại website thaidong.com.vn.com. Thì cũng có thông tin là vào ngày 16 tháng 12 này thì sẽ có thông tin chính thức trình làng về dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 và A25 năm nay. Xin mời anh em cùng Quyền cùng nhau cập nhật thông tin hai dòng sản phẩm này. Đầu tiên mời anh em hãy cùng Quyền cập nhật về thông tin của dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 phiên bản 128GB. Samsung Galaxy A15 thì chúng ta sẽ có 3 màu sắc nha. Đây chúng ta sẽ có màu xanh nè, màu vàng nè và màu đen. Đó, sẽ có 3 màu sắc để anh em mình lựa chọn nha. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một cái sự nâng cấp rất là ok luôn. Để màn hình là Super AMOLED 6.5 inch, đọc phân giải là Full HD Plus và được trang bị hệ điều hành Android 14 mới nhất luôn. Đó, quá là tuyệt vời đúng không anh em mình nha. Về camera phía sau thì như anh em mình đã thấy là cũng sẽ được trang bị 3 camera. Camera chính 50, camera phụ nhất là 5 và camera phụ còn lại là 2 pixel. Đó, 3 camera phía sau và đèn led chiếu sáng nằm ở đây. Về camera selfie thì chúng ta sẽ có dạng hình giọt nước ha. Đó. Với độ phân giải là 13 chấm và biên bản 4G của A15 sẽ trang bị con chip là G99, là cái con chip hiện tại đang trang bị trên dòng Samsung Galaxy A24 anh em mình nha. Đó. RAM sẽ được là 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Đó, khá là ok. Hỗ trợ 2 SIM 4G và pin là 5000 và tốc độ sạc nhanh là 25W. Ở đây là thông số hầu như là cũng khá là ok trên phân khúc này. Đó. Và A15 sẽ có một biên bản nữa, đó là 256GB. Đây là một trong những cái biên bản đặc quyền tại Thái Đồng Điện Máy Xanh của các bạn nha. Cũng có 2-3 màu cho anh em mình lựa chọn luôn, đó là màu xanh, màu vàng và màu đen. Đó. Về thông số thì cũng như dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 biên bản là 128GB, nó chỉ có khác là bộ nhớ trong là 256GB thôi các bạn nha. RAM thì cũng 8GB luôn nha. Đó, một sự nâng cấp RAM khá là ok trong cái phân khúc giá này. Đó, dòng A15 này thực sự rất là ok đúng không các bạn nha. Tiếp theo sẽ đến với dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 mà biên bản này là biên bản 5G anh em mình nha. Biên bản 5G thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.5 inch với độ phân giải là Full HD Plus và cũng sử dụng tấm nền là Super AMOLED luôn. Này thì rất là đẹp rồi, màn hình hiển thị rất là đẹp và rất là sáng luôn anh em mình nha, trên dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 5G đây. Android cũng là Android 14 và thông số camera cũng như là dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 biên bản 4G là 50 cell là camera chính, camera phụ là 5 và camera phụ còn lại là 2 cell. Đó. Và sẽ khác biệt đó là về con chip. Con chip ở đây chúng ta sẽ được trang bị con chip là MediaTek ha, Dimensity 6100+. Và dung lượng RAM thì như anh em mình đã thấy là chỉ được có trang bị là 6GB RAM thôi. Đó. Bộ nhớ trong là 128GB. Hỗ trợ 2 SIM Nano ha và có hỗ trợ mạng 5G cho anh em mình. Và pin là 5000 và cũng là sạc nhanh là 25W. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 màu sắc ha. Cái màu này là màu xanh đen nè, màu màu xanh là màu xanh xanh lợt các bạn nha, chứ không có đậm như màu xanh lá ha. Đó, và màu xanh dương. Đó. Nó có pha một cái màu như là lang lang màu các bạn. Đó, khá là ok. Rồi, tiếp theo sẽ đến với dòng điện thoại Samsung Galaxy A25 biên bản là 6GB, có hỗ trợ mạng 5G luôn các bạn nha. Đây là A25 thì chúng ta sẽ có một cái màn hình 6.5 inch luôn các bạn, độ phân giải là Full HD Plus. Android cũng được trang bị Android mới nhất là Android 14. Camera chính là 50 và camera phụ thứ nhất là 8 và camera phụ còn lại là 2 pixel. Và chúng ta sẽ được trang bị camera selfie là 13 pixel và sử dụng con chip Exynos 1280. Các bạn nào theo dõi cũng đã biết là cái con chip này đang trên dòng máy nào ha. Exynos 1280 rất là quen thuộc với anh em chúng ta rồi. Có hỗ trợ màn 5G nha. Exynos 1280 trước đó đã trang bị trên dòng điện thoại nào, dòng A5 mấy đó. RAM thì anh em mình sẽ có là 6GB hoặc là 8GB thì tùy anh em mà lựa chọn ha. Và bộ nhớ trong là 128GB. Và hỗ trợ 2 SIM và hỗ trợ mạng 5G, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh cho anh em mình là 25W.
quá là tuyệt vời ha, trong phân khúc giá này ba màu sắc anh em mình nha, đó. Màu đen nè, màu xinh xinh ngọc và màu vàng, đó, ba màu sắc. Rồi tới tiếp theo là bảng A25 8GB các bạn nha, A25 8GB. Bộ nhớ trong vẫn 128GB cũng thiết kế như vậy, nhưng mà chỉ khác là dung lượng RAM là 8GB thôi bạn nha. Đó. Còn thông số còn lại thì như nhau, vẫn có ba màu sắc anh em lựa chọn, và cũng là một trong những sản phẩm đặc quyền tại thế động điện máy xanh. Đó. Các bạn quan tâm đến dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 và A25 thì cũng thể truy cập ngay website thedong.com, điệnmaysanh.com ha, để chúng ta thể tham gia chương trình săn sale A15 và A25 5G mới nè. Giá đặc biệt nhận ngay điều hồi thì chúng ta sẽ có 5 suất mua A15 8GB mỗi nhớ trong 128GB với giá là 15k. Đó. Và 5 suất mua A25 6GB mỗi nhớ trong 128GB với giá là 25k. Và 15 voucher mua A15 A25 5G 1 triệu các bạn nha. Đó, quá là ok luôn. Rồi các bạn có thể đăng ký ở đây. Đó, chọn vào mục đăng ký đây. Đó. Rồi, ở đây là một số thể lệ tham gia các bạn nha. Đó, chúng ta sẽ tham gia thế này. Rồi nổi bật, đây là một số thông tin nổi bật như là thủ lĩnh điện thoại Galaxy bán số 1 thế giới các bạn nha. Ghê chưa? Galaxy A lần đầu tiên ra mắt 5 năm bảo mật cho thị trường Việt Nam, vào ra mắt vào ngày 16 tháng 12 tới các bạn nha. Galaxy A là lần đầu tiên sở hữu màn hình Super AMOLED đến 120Hz mới. Đó, quá là ok ha. Galaxy A trình làng 3 camera 5 mũi cell chống rung OIS mới luôn. Tuyệt vời chưa? Đó. Ở đây là màn hình Super AMOLED các bạn nha. Dòng A15 và A25 đều trang bị màn hình Super AMOLED hết, nên các bạn nói chung là các bạn cứ an tâm về cái hiển thị hình ảnh và cũng như là màu sắc trên dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 và A25 năm nay. Đó. Đây, nói chung là khá là ok. Và đây là ba cái màu sắc trên dòng A25 các bạn nha. Đó, vàng, xanh và xanh đen. Về cụm camera, như anh em đã biết là 50 cell và có chống rung OIS, thì khi mà chúng ta quay phim chụp ảnh thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà nó bị giật hình, bị nhòe các bạn. Đó. Đây, độ phân giải camera selfie 13, camera chụp cận cảnh nè là 80 cell macro, 50 cell OIS nè, nó sắc nét và xóa phông là 20 cell các bạn nha. Đây lại có hết ha. Pin là 5000 mAh, tốc độ sạc nhanh là 25W. Thì anh em mình không cần phải lăn tăn về cái vấn đề mà chúng ta sạc pin rồi. Và đây là một số điểm nổi bật trên dòng sản phẩm mới ha. Đó. Rồi. Như vậy thì Quyền cũng vừa giới thiệu xong cũng như là chương trình khuyến mãi và thông tin về dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 và A25. Thì cảm ơn video này sẽ mang lại hữu ích cho các bạn có một đời tham khảo dòng sản phẩm mới của Samsung. Đó. Khi nào mà Quyền có máy trên tay về dòng điện thoại Samsung Galaxy A15 và A25 thì nhất định là Quyền sẽ làm một video mở hộp để gửi tới các bạn xem tham khảo. Rồi, Quyền xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ Quyền nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn. Chúc bạn nhiều sức khỏe nha. Bye bye.